Thưa quý vị, những ngày qua, lũ sớm từ thượng nguồn đổ về tràn ngập một số cánh đồng vùng đầu nguồn tỉnh Đồng Tháp và nước mang về thì mang lại nguồn lợi thủy sản nhiều hơn. Hoạt động thu mua cua đồng tại các cơ sở vùng biên cũng nhộn nhịp hẳn lên. Thế nhưng người tiêu dùng cần lưu ý về giá khi mà hiện tại thì giá mỗi cân sẽ tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm trước. Cua đồng gần như có quanh năm nhưng nhiều nhất là vào mùa nước nổi. Những ngày gần đây, lượng cua các cơ sở thu mua được khá dồi dào. Cua được mua chủ yếu của người dân khai thác ở các cánh đồng nước nổi và cư dân Campuchia đánh bắt ở vùng giáp biên mang sang bán. Hiện tại giá cua ở mức từ 20 đến 25.000 đồng một kg tùy loại, tăng khoảng 20% so với cùng kỳ. Sau khi thu mua được các cơ sở phân thành từng loại, cua khỏe mạnh thì Đông Đá cung cấp cho thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Đông Nam Bộ. Cua lớn thì bẻ càng bán cho các quán ăn, phần thân được chế biến thành chả cua, còn cua chết thì được bán cho các hộ nuôi thủy sản.